Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào các bạn. Hiện tại bây giờ là 6 giờ sáng các bạn. Gia đình Ngọc đang trên đường đi ra sân bay để đi Texas. Đi Colorado. Đúng rồi, chồng Ngọc sẽ đi Colorado. Rồi xong rồi cái ngày mai anh sẽ bay qua Texas chứ Ngọc. You're gonna fly to Texas tomorrow, right? Yeah, I'm gonna fly to Texas on Sunday. Yeah, ngày mai. Rồi cái biết sao không? Cái chuyến bay của chồng Ngọc á là lúc 8 giờ. Cái chuyến bay của Ngọc là lúc 11 giờ. Thì Ngọc á, Ngọc tính là Ngọc chở anh ra xong Ngọc đi về. Nhưng mà nếu mà chuyến bay của anh bây giờ là 6 giờ mà đi ra sân bay là 7 giờ rồi. Ngọc về tới nhà Ngọc là 8 giờ nữa. Thì Ngọc rồi Ngọc phải đi chạy ra lại sân bay nữa là 9 giờ để Ngọc bay 11 giờ nữa thôi. Đi chung luôn cho rồi rỡ, ngoài đó có gì ngồi đợi luôn. Chứ giờ không lẽ đi chạy ra mấy tiếng ngộ. Giờ tới đó là tới 7 giờ to, 7 giờ sáng nè. Rồi check in check đồ xong chồng Ngọc vô rồi tới Ngọc vô. Rồi cũng ngồi tới đó 8 giờ rồi. Thì ngồi chờ cỡ khoảng 2 tiếng hồ sau là check in vô là được rồi, là đi là bay được rồi. Đó, chị. Chị ngồi dưới nè cô chú. Chị. Hello chị. Chị. Sáng quá hả? Tới nơi rồi. Oh, lạnh quá. Oh my god. What? Put that in your purse for the future. Okay. Now, okay. You wanna... Chồng Ngọc anh sẽ đẩy mấy cái đó vô trong kia trước. Chay đi ngủ rồi cô chú ơi. Cô chú coi chay ngủ nè cô chú ơi. Đèn sáng mà. Vậy chuẩn bị đi xuống sân bay rồi nè, ngủ thêm được 1 tiếng nữa đó cô chú. Thôi nó coi cái ghế bà kìa. Về phải vô giặt ghế rồi ngủ à. Đây nè mọi người ơi, chồng Ngọc á, anh đi gửi xe rồi. Đây đẩy vô đây nè. Hello cô chú. Con đi airplane. Con đi airplane hả? Yeah. Mà con đi qua tiểu bang nào? Bây giờ con đi tiểu bang nào? Airplane. Con nói con đi Texas. Không phải Texas. Chị đi đâu? Đi airplane. Biết rồi, đi airplane. Thì mình lên máy bay, mình bay đi Texas. Chị đi đâu? À không phải đi Texas, đi airplane. Đúng rồi. Ông nói là đi Texas, nó không chịu, nó nói không, nó đi máy bay. Đi máy bay chứ nó không đi Texas. Chay đẩy xe lại đây coi chay. Đến khi giật mình nhìn quanh, chỉ em với đêm mới thấy đã mất anh rồi. Người yêu ơi khi xưa anh không yêu em, để em lẽ lời trong đêm sẽ không nói. Vậy. Vậy. Đó, thấy chưa? Nay chồng ơi, nay chị đi airplane nữa cô chú nha. Muốn cái này, muốn mày gắn cái này lên cổ áo con không? Đây mọi người ơi, giờ tới giờ đi vô nè, ba chị về, ba chị tới rồi nè. Khỏe không? Vậy là đỡ cực á. Ngọc chưa, hồi bữa chưa, Ngọc chưa đi á, Ngọc tưởng tượng ra cái cảnh là Ngọc sẽ đẩy vali đồ này kia nọ như không. Giờ bay cũng không có khác nhau gì mấy nên là chồng Ngọc cũng giúp Ngọc được. Đó, đây. Cái bộ đồ mà Ngọc nói mà đi qua bên chú thím á, mà tính mặc bộ đồ đó, đây bộ đồ này nè, coi được không? Cái bữa mà đi qua chú thím ăn mà các bạn nói chồng Ngọc mặc đồ đẹp đồ này kia. Trời ơi, cái bộ đồ mà tính mặc đi qua chú thím là bộ đồ này nè ha. Rồi hả, mặc cái áo sơ mi ở bên trong, trời ơi trời, rồi mặc cái quần này nè, đây đó, cái bộ đồ mà hay đi sân bay á. Rồi giờ tới rồi, phải baby, can I have one please? Of course. Giờ phải bỏ tất cả đồ ra. Jay, có điện thoại không? Okay, Jay, you gotta stand up. Stand up. Yeah.
Thank you. Có cần phải cởi giày không? JD, you, I don't think you need to take your shoes off, do you? No. Bỏ lên luôn. Không, con không có cần cởi giày, con không có cần cởi đâu. You, oh, you have to. Okay. Nó muốn cởi giày ra, nó bắt trước là được không? She said she wanna take it off. You don't have to, chị đi, không có cần cởi giày. Sao bắt trước chi cực vậy? Đứng lại mày cởi cho, đây mày cởi cho. Đây mày cởi cho. Trời ơi, nó tự cởi giày được rồi, tự bỏ lên luôn đi, tự bỏ lên cái khay luôn. Đây. Đây, bỏ lên đây. Tự bỏ lên. Trước nữa, bỏ lên đây. Đúng rồi. Rồi ok. Rồi mọi người ơi, xong rồi, giờ đeo đồ vô lại. Giờ là đeo vô lại là tới sân bay luôn đó mọi người. Tới những cái cửa nè. Rồi mạnh ai nấy đi. Hai vợ chồng chia tay nhau từ đây. Chấm dứt không quen nhau. Sân bay. Đó sân bay đó mọi người. Mọi người thấy có vắng không? Cái này là còn sáng sớm. Để còn coi coi mấy giờ nha. Mấy giờ nha. I have no idea. Bây giờ là 7:30 à, mới 7:30 sáng à. It's only 7:30. No, no, no. Chờ chút. Let me see what game I'm at. Here. Use your phone. No, no. Oh, you didn't do your bar check-in on your phone? I did, but whatever. Gate D2, so you're right next to me. Wow. Ngọc với chồng Ngọc. Ngọc với chồng Ngọc bay sát bên nhau luôn. What time is your boarding? 8:35. 8:35 là chồng Ngọc board. What time's your boarding? Còn Ngọc là 10:00. 10:17. Oh, that's not too bad. Ở đây có 3 tiếng ngồi chứ mấy. Ok, let's go to find something to eat. We're gonna find something to eat. Bạn ơi, một cái góc ngồi ăn sáng rất là lý tưởng luôn, rất là đẹp luôn. Nhìn ra máy bay này, này kia nè. Các bạn coi góc này nè, rất là nhiều ánh sáng. Trời đẹp dễ sợ không? Wow. Yeah, it's really like, it's really nice. Ngọc lấy cái ghế, Ngọc ngồi nữa là được rồi. Cái này, cái bàn này không ai được, không ai được ngồi nè, thấy không? Con nói gì? Con nói lại mẹ nghe coi. Chay nó hình nhìn, Chay nó nhìn vô hình cái cô gái này nè cô chú. Nó nói yêu, look at this lady, nó ý là nó nói cô này mặc đồ thấy ghê quá. Đúng không con? Phải không? Cô mặc đồ gì kỳ vậy? Mấy mốt con đừng có mặc đồ vậy nha chưa? Phải mặc đồ kín đáo vô cho mẹ nha chưa? Không có lòi da thịt ra nhiều nghe không? Con phải mặc đồ cho đúng cái số tuổi của mình nghe chưa? Cô cái mỏ rồi, cô cái mỏ nhai nhai kìa. Ngọc có một ly cà phê của Matano là Ice Caramel Macchiato. Bacon and eggs, yes. Còn cái này là Ngọc mua lên trên máy bay cho nó ăn nè. Cái này là có, cái này chị rất là thích Cheetos. Rồi Ngọc mua một cái miếng thịt bò mà khô bò để Ngọc lên Ngọc ăn. Chứ máy bay đâu có ăn gì nhiều. Mặt ra where's my, cái này của Ngọc nè. Mà Ngọc nói chung là Ngọc không có thích ăn cái này cho lắm, ăn cho khó cho vui thôi chứ còn. Đây nè, đó. Ăn không được, không thích. Hot daddy. Nóng hả con? Cho mẹ cắn miếng này nha. Here, JD. Trời ơi, có thèm ăn. Here, take a bite and I'll hold it so you can bite it. Nãy Ngọc có ghé mua cho anh nước trà. Đó. Ah, there you go. Hey, hey, hey. Where's my hash brown? Can you share with me? Cho mẹ ăn miếng đi. Của mẹ đây đó hả? Trời ơi sao nó. Mẹ không có thích ăn này. Cái này à, ở trong cái mặt ra rồi mà cái bữa ăn sáng á, Ngọc chỉ thích đúng một cái. Cái đó gọi là steak egg and cheese bagel, chỉ đúng một cái một thôi, còn tất cả những thứ món ăn sáng mà Ngọc không thích. Mẹ ở đây hả? Con đi đâu? Trời ơi, con đi vệ sinh hả? Ba dẫn đi nha. Mommy's gotta take you in the woman's bathroom. Yeah, mẹ phải dẫn con đi, tại vì mình phải đi của vệ của nữ. Chứ okay. Trời. I'll stay here and watch the food. Rồi nó nói mẹ ngồi đây đi mẹ. Để ba dẫn con đi vệ sinh. You gotta leave the food here and I'll make sure nobody eats the food. Chứ ba nó nói, ủa nhà vệ sinh nữ sao ba vô được? Cái gì sao bữa nay cái gì nó cũng ba nó vậy trời? Rồi.
Vậy giờ đi với ba, đi với mẹ. Giờ đi với ba, đi với mẹ. Đi với ba phải không? Ủa là mà ba là con trai mà ba đâu đi vô nhà vệ sinh gái được đâu. Chỉ có mẹ mới được đi vô nhà vệ sinh con gái thôi. Vậy giờ quyết định sao? Đi mẹ nha. Yeah, đi mẹ nha. Ba mẹ ngồi đây đi mẹ ơi, để ba dẫn con đi vệ sinh. Có được không? Ngồi ghế rồi đó hả? Ok đi. So when I feed her, she's like, oh yeah, thank you daddy, you're the best. And when you feed her, she's like, what happened to me? Ba chay đang kể câu chuyện mà lúc mà ba chay đút nó ăn thì nó hả, nó ngồi nó ăn bình thường mà Ngọc mà đút nó ăn á, nó làm vậy nè. What happened to me? Nó lại nói chuyện gì đã xảy ra với nó đây, có được không? Bây giờ tôi hành hạ nó. Good. Nãy mà đi vệ sinh mà nó còn nói là mẹ ngồi đây đi để ba dẫn đi vệ sinh. Được không? Mà về nhà vệ sinh nữ ba đâu vô được. Ăn đi con, ăn hết cái đó đi con, lên đói đó, đói bụng đó. You have to eat because there's nothing on the airplane, JD. There's nothing on the airplane and you got a long flight, okay? So you have to eat. Eat your hash brown. She ate all the egg. And ăn trứng hết rồi, không ăn á. That's okay. We got that for later, for lunch. You go like that. That helps mommy. Can you help me? I don't want to do it myself. You don't want to do it yourself? You want to watch me do it? You want my sunglasses? I can see Gecko. Cái chân Ngọc không biết sao mà nó mang đôi dép, mang đôi dép ấy, tự nhiên đi đi nhiều quá nên nó đã đau đau ở chỗ này. He becomes Echo. Yeah. Thôi rồi, chị đeo kiến ngầu quá trời ơi. Ngầu quá. No, you gotta say bye bye to daddy. Bye. Bye, ôm ba một cái tại vì ba không có đi chung với mình đâu. Jay. Bye bye ba. Bye bye like you. You're gonna miss me. Bye. Cho được không? Có được không? Đi xuống bye bye ba kìa. Chuẩn bị là ba đi trước mình đi sau đó. Are you finished yawning? My little one. Hôn ba miếng. Oh no! Wait! Bye baby. Bye bye. See you guys later. Mm. Rồi làm gì đứng rồi lắc à? Nhìn thẳng. Rồi, ok, bây giờ chồng Ngọc á. Alright, bye bye. Đến đi trước đây, JD say bye bye to daddy. Bye bye. See ya. See you guys in the day. Chào mừng giờ đi đó. Nè, ba mẹ với con đi máy bay riêng, ba đi máy bay riêng nha. Mình có máy bay riêng mà. Mẹ đi riêng, ba đi máy bay riêng của ba, mẹ với con đi máy bay riêng của mình. Mình có chiếc máy bay bự lắm. Nha. Yeah. Mẹ ba đi con mẹ ơi. À, cũng muốn ba đi con hả? Ừ. Không được, ba đi chỗ khác, mình đi chỗ khác nên mình không có được đi chung. Mình phải đi riêng. Rồi ngày mai ba mới bay qua chung với mình nha. Hôm nay mình tạm xa ba một ngày nha. Không. Không hả? Không cũng phải chịu thôi chứ giờ biết làm sao vậy? Con có nhớ ba không? Không. Không nhớ hả? Nhớ không? Dạ có mẹ ơi hả, giỏi quá. Rồi bye bye ba đi, thổi làm gì nè. Blow him kisses. Đó, con nhìn thấy ba. Trời ơi, công nhận nó ngoan ghê cô chú. Còn có khoảng 1 tiếng 20 phút nữa là mới lên máy bay. Mà nó nãy giờ, có bà coi nè, ghế không có ai luôn.
và nó ngồi nó coi điện thoại nó, xong đi tới đi lui vậy thôi đó, không có quậy phá. Hồi nãy nó nói mẹ mẹ con muốn ăn kẹo sô cô la M&M, hồi nãy là Ngọc tính mua trong tiệm rồi nhưng mà Ngọc không mua tại vì Ngọc không muốn nó ăn kẹo. Cái này là cái máy á, có một cái máy mà người ta bán kẹo á, cái nó nói mẹ mẹ con muốn ăn kẹo, cái mẹ nó hồi nãy mẹ tính mua cho con rồi nhưng mà mẹ không muốn con ăn kẹo nên mẹ không có mua. Cái Ngọc vừa nói vậy nha, nhưng mà trong lòng Ngọc là Ngọc tính lấy cái thẻ ra Ngọc mua cho nó rồi. Ngọc vừa cầm cái tay Ngọc mở cái vỏ ra, cái nó nói ok, có nghĩa là nó chấp nhận với cái điều Ngọc nói là Ngọc không muốn ăn kẹo, cái nó ok, cái là nó đi luôn. Là Ngọc mới nói ừ vậy thôi khỏe khỏi mua. là không mua kẹo luôn cô chú. Chay là cái gì cũng vậy, chỉ cần nói với chay một tiếng thôi là chay nghe lời liền, thật sự luôn á. Nhưng mà bây giờ cái điều mà chay cần thiết nhất là biết gì không, là chay phải chịu chia sẻ. Tại vì á hả, là con một á, nên là cái gì chay cũng là ồ của chay hết tất cả, nên là cái tính chia sẻ của chay chưa có. Nhưng mà em nó mới có 3 tuổi à, mình phải từ từ chay có em, hay là từ từ chay đi học thì chay sẽ từ từ biết được thôi. Chứ còn 3 năm nay là toàn là cái gì cũng chay không à. 3 năm rồi. Trời ơi, chuẩn bị có người sinh nhật mà. Trời ơi, chuẩn bị nha. Mình đi qua Houston ha. Mình mướn một cái căn nhà bự luôn. Mình có hồ bơi trong đó luôn. Chay sẽ bơi mỗi ngày luôn. Wow. Chay thì your swimming skills gonna be the best. Trời ơi, chay sẽ hả luyện tập bơi. Ồ quên nữa, nói mới nhớ, để mày gọi điện thoại mày cancel cái lớp bơi với cái lớp nhảy của chay nữa. Wow, chay sẽ bơi rất tốt và nhảy rất tốt luôn. Hả chay? Mọi người coi nguyên cái sân bay nè, có một Ngọc với chay là hai á, cô này 3, 4, 5, 6, 7. Trời, nguyên sân bay có 7 người luôn. Rồi không có một bóng người luôn. Gì vắng dữ à. Hay là không có ai bay qua Houston, Texas. Sao vắng dữ à. Rồi còn một tiếng mấy nữa, quên đeo đồng hồ rồi nên không có. Đây nè mọi người, đây là một cái chiếc máy bay nhỏ thôi. Nó có 2 hàng ghế à, rất là nhỏ. À, hello cô chú đi con. Đây nè, đi lên đó là người ta phát cho mình cái miếng giấy nè. Rửa tay, chùi tay. Chùi tay nha. Ok, dựng điện thoại lên. Đó, cô chú coi nó nè, nó lấy cái vỏ của Ngọc lên, nó dựng làm coi, nó coi bé. Một chút nữa chừng nào bye 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 con nằm con ngủ nha. Nha con nha. Sáng nay đi quên cột tóc, đi sớm quá. Quên đồ cột tóc để trong cái vali nhỏ rồi. Nha con nha. Rồi chơi, con có nhớ ba không? Không nhớ ba hả? Dạ không. Trời ơi. Dạ mẹ ơi. Dạ nhớ. Cô chú coi chay đeo khẩu trang mắc cười cô chú. Cái đó nè. Đó. Thời trang ra sân bay đó. Trời ơi, lấy cái mền đồ che cái chân đồ này kia giống người lớn chứ sao. Đồ khẩu trang đồ nữa. Đeo khẩu trang vô cô lá kìa, cô thấy cô lá thiệt đó lắm. Mọi người biết gì không? Bay được khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi, cái ông phi cơ trưởng thông báo lên đài. Xin lỗi mọi người, máy bay không đủ xăng để bay tới Houston, bây giờ phải quay đầu trở lại Detroit, Michigan để đổ xăng. Có đủ đời không? Bởi vậy có được đời không? Là đi nửa tiếng đồng hồ rồi, giờ về nửa tiếng nữa lặng tiếng, bây giờ phải đợi rồi đi đợi nữa là mình chuẩn bị là không biết có chạy cái chuyến bay tiếp theo của Ngọc không. Khổ ghê, cái bay làm ăn sống nhăn vậy, đi mà không đổ xăng. Trời đi đã nói không đủ, sợ không đủ xăng quay về. Đi như chuyện vợ vô đây thì tay lan đi như chuyện vợ đó. Đây nè cô chú ơi, có được đời không? Giờ chuyển máy bay đi từ cái cửa kia đi qua đây, ngồi giờ ngồi chờ máy bay khác, vẫn còn ở Michigan. Trời ơi, sao xui mà xui dữ trời. Trời ơi, mất mấy tiếng đồng hồ luôn á. Mà sợ là trễ cái chuyến bay từ Austin bay qua Houston luôn á. Trời đất ơi, rồi. Được không? Đi giữa đường hết xăng, sợ không đủ xăng. Được không? Đây là con chú ơi, tới giờ
được ăn với uống này của chú ơi. Chay đang uống nước táo của cô chú. Trời ơi, Ngọc ơi, Ngọc là Ngọc lấy miếng nước táo của nó uống, nó không cho. Nó nói mẹ, mẹ, mẹ ăn đàng hoàng nha. Nói sao, nói sao? Ăn đàng hoàng mẹ ơi. Ăn đàng hoàng mẹ ơi. Cô cho cô vào ăn kia không? Đây mọi người ơi, cuối cùng cũng tới sân bay Houston rồi. Bây giờ là Ngọc phải đi tới cửa C6. Cái chuyến bay của Ngọc là hiện tại bây giờ là 3 giờ chiều, mà chuyến bay của Ngọc là lúc 5 giờ. Trời ơi, đáng lẽ là phải chuyến bay của Ngọc là lúc 2 giờ 20, mà tới đây là 3 giờ rồi, nên là bị sai rồi, nên đâu có được vô đâu. Là tự, nhưng mà cái vé máy bay tự động đổi luôn. Trong đây có gì ăn ta? Kiếm đồ ăn ăn đây. Có đồ châu Á không? Cô quán có quán Nhật, quán Hàn đồ gì không? Nhìn mấy cái đồ Mỹ ngán quá, từ sáng giờ 3 giờ chiều rồi, ăn bảy bả không à. Này Wendy này bán gì đây? Bán đồ Mexico, bán bagel. Chay ăn bagel không chay? Chay thì vô ăn bagel. Ăn bagel không? Chay thì ăn đồ Mỹ nè. Ăn đồ Mỹ ăn gì nè, ăn bagel không? Hả? Các bạn, Ngọc đẩy chay tới cái cửa này rồi, thấy một cái chữ này nè. Bầm bầm là cái này, chữ này tiếng Việt mà đúng không? Phở each order, trời ơi, là này quán Việt Nam nè, có tin được không? Trời ơi, đừng nói vô đây có tô phở là nha, là xỉu đây nè, phở each order nè. Trời, làm cũng giống Việt Nam nè. Vậy là này là người Việt Nam mình làm chủ rồi, các bạn thấy không? Người Việt Nam mình có cái quán ở trong này nè. Ủa, người phở đâu? Vui vậy. Đây nè các bạn, cái quán này lúc mà không có dịch á, là đúng là có cái đồ Việt Nam á ở trong kia kìa, nhưng mà bây giờ hả, đóng cửa đóng đồ hết rồi không có. Trời ơi, coi con tôi kìa. Ôi, con tôi nó ngủ rồi, ngủ xe ngủ mê, không có kêu fan fry cho nó ăn nữa. Ngọc mới order, Ngọc mới vừa order thịt bò ăn với lại mì, thì bây giờ chờ thôi. Ai cứu chú ơi, em bé dậy rồi nè, cứu chú ơi, chờ đồ ăn đã ăn nha nha. Cũng ăn fan fry ơi. Mày không? Ừ. Sao con thích nói chữ đó mà dạ? Are you being silly? Yeah. Cô chú, hồi nãy Ngọc đọc comment á, có mấy cô chú kia nói chay giống như chay bị gì? Bị thiểu năng, cái bệnh đó gọi autism. Autism có nghĩa là thiểu năng hay là bị tự kỷ. Chay con có bị tự kỷ không? Không. Con có bị bệnh thiểu năng không? Không. Có không?
Vậy sao cô mấy cô kia nói là con giống như con bị bệnh vậy đó? Có bệnh không? Ủa sao cô quýnh mẹ mấy cô đó nói như mẹ có nói đâu, cô quýnh mẹ vậy? Cô chú ơi, cô chú có thấy chay là giống như bị bệnh thiểu năng với lại bị bệnh bệnh cái gì đó tự kỷ không? Cái đó là bệnh thiểu năng hay gì ta? Cái autism là tiếng Việt, là bệnh gì Ngọc cũng biết là mình như thiểu năng hay tự kỷ. Cô chú đó nói là nên cho chay đi khám chứ chay là do giống bị tự kỷ vô lắm rồi đó. Có không? Có bị không? Có bị thiểu năng hay tự kỷ không? Không. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới chay rất là nhiều. Ngọc sẽ để ý tới chay rất là nhiều cho cô chú anh chị nha. Ok. Ok. Đây bây giờ nè. Con coi. Con nè, chay con nhìn mẹ nè. Cái mũi của mẹ đâu? Cái miệng mũi mẹ đâu? Con nắm mũi mẹ coi. Con nắm mũi mẹ. Con nắm mũi mẹ đàng hoàng. Cái mũi mẹ đâu? Con nhìn cái mũi mẹ coi. Mũi mẹ đâu? Con bóp mũi mẹ coi. Dơ quá. Bóp mũi mẹ coi. Ồ, cái mũi mẹ đó. Tại vì có cô kia nói nếu mà kiểm tra mắt của chay á là coi thử coi chỉ cái mũi ở đâu coi nó chỉ đúng cái mũi không. Sao hả? Sợ ơi, đồ ăn ra lâu dữ ta, lâu ghê luôn á. Đây nè các bạn ơi, mì kêu ra nè các bạn. Cái quán cũng ngồi cái quán mầm mầm nè, bán quán này đúng mầm mầm luôn. Ngọc ngon, Ngọc đợi cái mì đúng một tiếng đồng hồ mới làm xong mới tin không. Thiệt có chứ, bầm thiệt á. Chay nè, chay ngon không? Chay ăn french fries nè cô chú nè. Rồi, về vô quán em. Vừa thấy tôi cầm cái máy lên là nó nói liền. Nó ăn kẹo màu green, màu blue. Mà mọi người tin không? Cái chỗ buôn bán này là không có người đứng tính tiền luôn á. Mình mua tự mua, mình tự trả tiền luôn á, tin không? Hả? Đi đâu? Đi đâu? Chỉ nào? Chỉ ơi. Rồi, đi với con mẹ ơi, đi đâu? Hả? Kẹo đó rồi, thấy rồi, cô chú thấy kẹo rồi. Nó kêu cô chú chỉ kẹo đó. Mọi người thấy không? Mọi người vô mua là tự động trả tiền đó chứ không có cần kêu ai hết, được không? Cái quán vậy đó, ai vô mua gì lấy gì tự trả tiền. Nít mà nó không biết, nó lỡ chạy vô lấy bịch kẹo rồi xong luôn. Ngọc mua chai nước với lại Ngọc mua thêm một cái vitamin C này uống để tăng cường sức đề kháng. Hello cô chú ơi, từ sân bay của Houston bay qua sân bay của Austin có nửa tiếng đồng hồ. Lên kia chụp chưa kịp ngồi nữa xuống rồi cô chú ơi. Đây, tới nơi rồi, bây giờ Ngọc sẽ đi xe bus tới cái ở đâu 77, bây giờ sẽ đi lấy hành lý. Trời ơi, cái này mới cực này nha. Một mình Ngọc, hai cái hành lý với lại hả bà chay, cái xe đẩy của bà chay. Giờ phải đi xe bus. Rồi xong rồi đi xe bus tới cái chỗ hả mướn xe. Wow. Đó, sân bay này cũng đẹp, sân bay Austin cũng đẹp nè mọi người nè. Austin là hình như là cái capital, là cái trung tâm, cái thủ đô của Texas luôn hay sao? Trời, đi mệt quá. Đây, xuống tới chỗ lấy hành lý này nè cô chú nè. Hành lý thấy cái đó, đằng túi xa kìa, gà đó của tớ đó. Nãy thấy cái bự luôn rồi, bây giờ nó đi một vòng lắm tới. Hãy chị đi. Hello. Con mấy nhân vật quậy kìa. Có được đời không? Nên nằm vậy đó. Quậy dễ sợ không? Quá quậy luôn đó, có được không? Chơi dậy đi. Chơi đừng có bắt trước nha con. Rồi, cái vỏ mình kìa, chơi kìa. Hang dê. Vỏ kìa, con xách giùm cho mẹ coi cái vỏ. Ủa, phải không? Không phải vỏ, vỏ mình, vỏ khác. Phải vỏ này không vậy? Ừ, đúng rồi, vỏ mình á. Yeah, there's another one. Cái đó của mình nữa đó, là con lại lấy đi. Con kéo con lấy cho mẹ nha. Lấy cho mẹ đi. Lấy làm sao? Chù rồi con, lấy làm sao nha. Lấy coi. Lấy được không? Đưa đây mẹ lấy. Đưa đây. Yeah, I got it. Rồi, đi xuống. Đó, bây giờ một mình Ngọc đẩy hai cái túi này với đẩy nó đi ra xe bus. Có được đời không? Rồi, đi lên xe nè, bây giờ không giỡn nữa nè. Trời ơi trời, ai mở này vậy? Có mất đồ không vậy? Đi con. Hên xui nha, đi cháy, đi.
Đây nè mọi người ơi, sau khoảng nửa tiếng cho tới 45 phút đẩy ba cái vali với con chay. Trời ơi nó mệt cực kỳ khủng khiếp luôn, mà chay rất là giỏi, chay phụ mẹ luôn cô chú. Thì cái xe Ngọc mướn lại xe này đây. Thật sự là cái xe lúc mà ban đầu mướn là chiếc Cadillac, nhưng mà người ta nói là không có thể đảm bảo được cho bạn cái dòng đó, chỉ là những cái dòng nào mà nó chung dòng với cái đó thôi. Là cuối cùng còn đúng một cái chiếc xe Audi Q5 này trên bãi nè. Đây đây cô chú ơi, chay ngồi vừa ngửa rồi nè đó. Bây giờ sẽ giờ phải học làm sao ấy cái chiếc xe này đây nha. Phải để máy lên coi. Đâu rồi, wow, đây nè mẹ. Vậy mẹ chỉnh ghế chỉnh đồ của con đó. Không, mọi người giống như chứ không, bữa thử thôi. Trời ơi mọi người ơi, cuối cùng đã tới cái chỗ nhà mướn này. Wow, JD, con thấy nhà này sao? Nhà có cái đó hả? Đây là một cái nhà chỉ có một phòng thôi mọi người. Nó mướn cái nhỏ vậy thôi, ở có ngày hai ngày à. Tối nay Ngọc ngủ đây rồi mai chồng Ngọc ghé ngủ thêm bữa nữa rồi xong rồi. Bếp nhỏ, nhà đơn giản, hai vợ chồng son ở được, ví dụ vậy ha. Rồi có bếp nè. Đây, sợ rồi cái rác để đây rồi sao đứng nấu bếp, mỗi lần đứng nấu bếp là phải dời thế này hả? Tủ lạnh có gì không? Rồi, ồ có mấy chai nước cũng được. Để hai mẹ con uống xong rồi chừng nào ấy thì đi mua nước sau. Đó. Rồi đâm đây là gì đây? À, giặt đồ. Hôm nay là phòng tắm mà. Trong đây là phòng tắm nè. Nói chung cũng sạch sẽ, gọn gàng. Còn đây là đó, trong phòng đó. Đây nè mọi người. Đây. Phòng trời làm gì mở máy lạnh, lạnh dữ trời. Tắt máy lạnh ở đâu? Cái này có phải mùa hè đâu mà mở máy lạnh 6 mấy độ, mở lên 7 mấy chứ. Đó, mở lên vậy mới ấm. Đó mọi người, có cái bàn ăn nho nhỏ, gạch đồ này kia. Trời ơi, mới tới luôn á. Wow. Thôi bây giờ là mọi người biết mấy giờ không? Hiện tại bây giờ là 7:40, 7:50 phút tối, là 8 giờ tối Ngọc. Nè, con có thích cái nhà này không? Dạ. Hồi sáng giờ con đi con có mệt không? Hả? Không hả? Bây giờ mẹ nói vậy nè, mẹ có một cái lời khen cho chay là mẹ cảm ơn là nguyên một ngày hôm nay á, chay rất rất là giỏi luôn. Mặc dù mình dậy từ hồi 5 giờ mấy, 6 giờ sáng để mình đi, mà lên máy bay chay giỏi. Ở ngoài sân bay chay giỏi, rồi chay còn giúp mẹ đẩy vali nữa chứ. Trời ơi, chay mẹ cảm thấy chay là một người lớn luôn á, chứ không phải là một đứa trẻ luôn á. Nó không bậy không à, mẹ cảm ơn chay nhiều nha. Chị đi, I just wanna say thank you for helping mommy today. I'm so proud of you. JD is a big girl. Right? Chay giờ chay lớn rồi đó chú. Chứ chay không phải em bé nữa đâu. Chay phụ giúp được mẹ nhiều thứ rồi. Yeah, the best girl. I'm so proud to be your mommy. Gì tự nhiên lấy cái chìa khóa rồi. Let's go home. Thôi bây giờ chào tạm biệt mọi người của video clip này nha. Hẹn gặp lại mọi người video clip tới. Cái chuyến đi Texas này là của Ngọc đi. Ngọc sẽ cố gắng là đăng một ngày 2 cái video cho tất cả mọi người xem. Tại vì mình đi ngắn ngày mà, nên mình phải có nhiều cái content, có nhiều cái video, nhiều chỗ để quay cho mọi người coi. Để mọi người biết, chứ mà quay ngày video thì Ngọc thấy không có đủ. Đi chơi là phải quay một ngày 2 cái video mới đã ha mọi người ha. Thôi chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Hy vọng là mọi người bye. Có một ngày thật là vui vẻ. Bye. Bye ai? Bye. Ha.